Sáng ngày 1 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Đông Anh, Ủy ban Nhân dân Ban Chỉ đạo Hè huyện Đông Anh tổ chức trung khảo Hội thi Thiếu nhi Đông Anh tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề Tự hào Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Tám, Ủy viên Ban Thường vụ ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban Chỉ đạo Hè huyện nhấn mạnh, Hội thi Thiếu nhi Đông Anh tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề Tự hào Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến, giúp các em thiếu nhi Đông Anh hiểu biết sâu sắc về thủ đô Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng huyện Đông Anh trở thành quận giàu đẹp, văn minh hiện đại và phát triển bền vững, xây dựng thủ đô Hà Nội xứng danh là thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, trái tim của cả nước. Hội thi Thiếu nhi Đông Anh tuyên truyền giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề Tự hào Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến. Vào trung khảo có sự tham gia của 6 đội thi đến từ các xã trong huyện. 6 đội đã trải qua 4 phần thi bao gồm giới thiệu đội tuyển, tuyên truyền giới thiệu sách, phần thi năng khiếu và phần thi tìm hiểu kiến thức. Ở phần thi tuyên truyền giới thiệu sách, các đội giới thiệu những cuốn sách hay, ý nghĩa về Thăng Long Hà Nội, tiêu biểu như cuốn sách Tuổi trẻ Thăng Long Hà Nội những nét đẹp truyền thống và hiện đại. Thăng Long Hà Nội, thông qua lời giới thiệu, cùng hình ảnh sinh động đã đưa độc giả được tham quan những địa danh nổi tiếng của Thăng Long Hà Nội, tìm hiểu thêm về lịch sử văn hóa con người thủ đô ngàn năm văn hiến. Ở phần thi năng khiếu, các đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, minh họa sinh động, ý nghĩa, trang phục đẹp phù hợp với nội dung của hội thi. Thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn góp phần hình thành thói quen đọc sách và nâng cao chất lượng hiệu quả văn hóa đọc, rèn luyện kỹ năng tìm tòi, sáng tạo trong các em thiếu nhi. Đây cũng là dịp để các em được giao lưu học hỏi, biết thêm nhiều những cuốn sách hay, bổ ích, bổ sung vào bộ sưu tập hè năm 2023 của mình. Đến với hội thi ngày hôm nay, đơn vị xã Dục Tú đã gửi tới hội thi cuốn sách Tuổi trẻ Thăng Long Hà Nội, những nét đẹp truyền thống và hiện đại. Cuốn sách đã nêu lên những vấn đề của lịch sử của Đông Anh, Hà Nội, Thăng Long, và cuốn sách còn nêu lên những nét đẹp của thanh niên thời đại mới. Và qua cuốn sách, chúng em muốn gửi tới thông điệp rằng các bạn trẻ phải luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, quyết tâm xây dựng huyện Đông Anh thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Chúng em rất là vui mừng, phấn khởi khi mà đến với hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách hè năm 2023 ngày hôm nay. Và đội tuyển xã Vân Nội cũng đã mang đến với hội thi cuốn sách Thăng Long 1.000 năm. Và hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho những bạn đọc những thêm hiểu biết sâu sắc hơn về Thăng Long Hà Nội, quê hương của chúng ta, cũng như là giúp các bạn thêm yêu quê hương, đất nước. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị xã Dục Tú, giải nhì cho đơn vị xã Mai Lâm và Vân Nội, giải ba cho đơn vị xã Võng La, Xuân Canh và Kim Nỗ. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải phụ như giải giới thiệu đội hình ấn tượng cho đơn vị xã Mai Lâm, giải tuyên truyền giới thiệu sách đặc biệt hay nhất cho đơn vị xã Dục Tú, giải tiết mục năng khiếu hay nhất cho đơn vị xã Vân Nội và giải trang phục đẹp nhất cho đơn vị xã Kim Nỗ.